than là sửa sẵn là khổ sở đao binh đến cho nhân loại, làm than khói lửa với binh đao. Có nghĩa là khói lửa là có nghĩa là những khi giặc giả ở thế giới, binh đao, ví dụ như là nói gì binh đao, nói gì là giặc giả thế giới hả, hoặc là nói gì là binh đao, đao nhiều chứng dị trì kỳ khó kể. Có nghĩa bây giờ thí dụ như ở thế gian mình nè, bây giờ có nghĩa là ở dưới nước Việt Nam, nước ngoài á, hợp dài đau vì cái bệnh bạch hầu, mà bây giờ hiện tượng Việt Nam nó đã có xuất hiện bệnh bạch hầu. Bạch hầu có nghĩa là đau vô, là mình là đau vô đây cái bắt đầu nó ăn mình dài vô trong, nếu trị không được thì mình chết. Thành thử bây giờ nhà nước có ra cái vaccine để trị những cái bệnh bạch hầu này. Mà bây giờ ở hình như ở trong Nam mình chưa có, ông ở Vĩnh Phúc có gì đó thì nó có như là có chết một hai người rồi, bây giờ nó nhập cảnh nữa. Thì bây giờ cái đó là cái đau đó, làm than khói lửa với bên đau Âu Á lung tung nhợm máu đào. Có nghĩa là ở đây là ông nói là những cái cảnh đau nó sắp tới, cũng như bệnh vừa Covid thì vừa qua, mà không phải nói vừa qua nha, bởi vì khi Đức Thầy nói là 85 năm về trước mà bây giờ nó đã xuất hiện, thí dụ như mấy năm nay nó đã xuất hiện rồi, bây giờ nó cũng xuất hiện. Thí dụ bây giờ ông nói đau thì thí dụ như Covid đi, đau nhiều chứng dị trì kỳ khó kể, đau Covid thì mình đâu có kể được, cái này cái giặc cái đông bệnh này của trời cho cái nghiệp của quả chúng sanh, cái người mà làm ác thì phải gặp ác à thì đó là đau. Bây giờ Âu Á lung tung nhậm máu đào, Âu Á là vừa rồi 3 năm rồi. Có nghĩa là Liên Xô muốn Corona đó là giặc giả đó. Âu Á lung tung nhờ máu đào mà bây giờ Âu. Thấy không? 3 năm rồi là bắt đầu là Âu là Liên Xô muốn Corona là Âu. Mà Á thì vừa rồi hồi năm ngoái á thì Atchison muốn cho Palestine là muốn cho Hamas á. Như vậy thì nó quýnh nào là tan tành hết chứ. Quýnh cơ bằng nói nếu mà Palestine là kể như xóa sổ luôn á. Quýnh mà tới nhà thương cũng quýnh, tại vì nó, nếu quýnh giặc thì đâu quýnh tới nhà thương, đồng chí nhà thương người ta chở mình đau, mà nó muốn tiêu diệt cái nước này luôn. Rồi bây giờ có nghĩa là ở Palestine đó là Hamas đó, ta ở bên đó nó cũng phải nóng lòng. Ví dụ như là nào là Iran nè, nó cũng nhào vô nè. Vừa rồi Iran nó cũng nhào vô, rồi Iran bị tổng thống hình như bị ám sát nữa. Thì bây giờ nó nhào vô cuộc, bắt đầu nó quýnh với Palestine. Đó, thì là kể như cả ở Trung Đông, mà nó quýnh với Palestine. Thì vậy thì đó là Âu Á đó. Đó. Á là ở Trung Đông, là từ chỗ đây là Á đó. Mà nhớ kỹ hồi xưa đó nha, khi Đức Thầy mới ra đời mà ông viết một quyển nhất, mà ông để hạ ông hơn nay đã hết đời. Cái có cái ông Đạo, mà ông Đạo đó mà nếu mà ông hỏi á thì ông cũng gan lắm mới hỏi, chứ thường thường ông hoặc ít có người mà dám lợi gọi ông hỏi, muốn hỏi gì cũng lợi dè dặt cũng hỏi không được. Ông lợi ông mới hỏi là Đức Thầy, nếu mà Đức Thầy viết là Hạ Nguyên nay đã hết đời, mà khi mà hết đời Hạ Nguyên nó có hiện tượng gì không, ông dám hỏi gì đó. Thành thử ơi, Đức Thầy mới nói là nếu mà đời này tặng việc này thì Trung Đông này nó khởi trước nha. Thì bây giờ mà từ nó sẽ xây dòng Âu Á, rồi Âu Á, Á là Trung Đông đó, mà Trung Đông bây giờ hiện tượng bây giờ là quýnh như Palestine, mà nó quýnh với Hamas đó, quýnh với Hamas đó là cái đó Trung Đông đó, mà bây giờ nó nhào vô cuộc luôn nữa, nó bị văng nữa, rồi tất cả các nước đó nữa, đó là Âu Á đó. Dạ, đó. Ông Út thì gần đây đó là cạnh tranh biên giới giữa Campuchia, Thái Lan. Dạ, từ nó tới. Myanmar đâu cũng có nữa đó. Rồi. Dạ. Thì cái đó có nghĩa là Âu Á đó. Dạ. Mà bây giờ nó đang khởi nha. Như thí dụ như là Iran là bắt đầu nó kéo qua là quýnh bằng tàn sát đó, chứ không phải là quýnh vừa đó. À, thành thử ra đây là mình nói giặc giả, mình cũng khổ nữa. Rồi hơi nữa giặc giả, rồi hơi nữa mình thí dụ giờ mấy cái nước đó, ví dụ như bây giờ Palestine mà quýnh với giải Gaza đủ lần, bây giờ nó quýnh tan nát, nhưng bây giờ văng ở đâu, giờ nát tan ở chân thành phố gì sụp đổ hết trơn rồi đó. Thì vậy thì văng phải khổ rồi, giờ màng ăn đâu có được, đi phải di tản cư rồi phải khổ sở. Như vậy thì
mình cũng vậy, nếu mà mình nằm ở trong cái cảnh đó thì nó cũng phải khổ sở. Mà nói chung ra thời này nếu mà ông thì nó cũng gần tới rồi, mà tới gì chứ tu cũng kịp. Bởi vì mỗi khi mỗi lần mà giặt giả, mỗi lần bệnh đau, chỗ này bệnh đau, chỗ này giặt giả với chỗ kia người ta im, thì chỗ kia người ta mới thấy những cái cảnh là tưởng gì người ta sợ, người ta cũng giác ngộ tu. Mỗi lần có giặt giả, mỗi lần có bệnh đau thì mỗi lần đó là mỗi lần chúng sanh mình giác ngộ tu. Nó đó là nói gì ồ á nó sẽ tới rồi lao sao bể bắt non tầng là tới mình nè. Nó lao sao bể bắt là có nghĩa là bể là biển, mà biển đông mình lúc nào Trung Quốc nó cũng lâm le nó muốn là lấy cái biển đông đó. Rồi ví dụ như là nó muốn lấy Đài Loan thì Đài Loan nó cũng thuộc về, nó nằm ở cửa ở biển đông, thấy không, thì nó muốn tâu hết trơn. Rồi bây giờ vừa rồi nè, ví dụ như nó cũng thâu phục, nó mua chuột thằng Miên nè, Campuchia nè, nó mới là theo, kể như theo đi, bị Trung Quốc đó là nó bị tài trợ gì đó nhiều lắm. Thành thử ví dụ như cái kinh Phù Nam thôi, vậy kinh Phù Nam mà múc từ Lâm Biên ra tới biển là 160 cây số, nó tài trợ đó từ Trung Quốc đó là 1.7 tỷ đô la đó. Như vậy là từ đó ra đây, mà nếu múc con kinh Phù Nam đó ảnh hưởng tới Việt Nam. Tại sao ảnh hưởng tới Việt Nam? Tại vì cái dòng nước ngọt của Việt Nam mình nó từ cái sông Mekong xuống, mà nó lấy ngang cả đó, mà nó làm cái cảng mà nó dính liền với sông Mekong, tại vì nó chảy đó ra biển rồi mình nó bớt đi cái nước ngọt. Thành thử ra đây là nó cũng có ảnh hưởng Việt Nam, ảnh hưởng của Việt Nam cũng kêu gọi đó. Thành thử bây giờ nè, vừa rồi nè, thí dụ bây giờ là nó đi qua bên Trung Quốc, nó qua bên Campuchia, nó mới làm những cái cơ sở, rồi nó gắn nào là đầu đạn hạt nhân, nào là quả tiễn rồi này kia, vậy là Mỹ nó đâu có chịu. Nếu nó gắn ở đây là ảnh hưởng cả ở Đông Nam Á mình, nếu ở đây nó kế bên này nó phóng nó tới rồi. Thành thử ra nó mới chủ động là suối đệ tử là Thái Lan quýnh phủ đầu á, có nghĩa là nó kéo 10.000 quân ra đó để quýnh Campuchia. Như vậy thì ở đây là cái chiến tranh này có nghĩa là đây là nó phải gây, bây giờ cái người ta nó muốn tổ chức là ta phòng thử để chiến tranh thì ta biết người ta lợi là ta quýnh trước rồi đó. Như vậy thì cái này nó chảy ra hoài. Bây giờ ví dụ như Miên á, Campuchia có nghĩa là nó không thể buông được. Bây giờ Mỹ thì nó cấm vận rồi, cái này nó nói ăn đi theo Trung Quốc. Những cái cơ sở của Mỹ một lần nó cắt Campuchia nhiều lắm rồi, Trung Quốc với Campuchia phá hết đi. Thành thử ra ở đây là nó bẻ chĩa, cũng như cái đó mình theo rồi bỏ đây rồi. Thành thử ra đó là cái chiến tranh là nó sẽ tới hoài. Còn mình này với Campuchia nè, những cái danh giới nè nó cũng lâm le hoài. Vừa rồi hình như ở Long An nè, dân mình với dân nó cũng xô xát nhau nữa, mà cái nó mới dân à, xô xát nhau vì mọi người danh giới đồ. Nó thì nó nói danh giới đó không phải, mà Việt Nam mình nói danh giới thì người ta cầm đó rồi, thì muốn gì phải nói về quốc tế rồi người ta chia sẻ chứ, giờ nói không phải sao được, đã cấm đó rồi có mốc mời đàng hoàng. Như vậy đây là ông nói về chiến tranh, mà chiến tranh á, mỗi lần chiến tranh á mình cũng thấy mình sợ mình ghê nữa. Bởi vì thấy đau binh rồi, nào là giặc giả, nào là khổ sở không ạ. Cho nên ông nói Âu Á lung tung nhộm máu đào. Đó, Âu Á là Âu là châu Âu đó, Á là mình nè. Đó, từ Trung Đăng tới mình là Âu Á là lung tung nhộm máu đào, là có nghĩa là giặc giả, nào là máu rơi, máu đào là máu rơi. Âu Á lung tung nhộm máu đào, mấy má tánh say xưa mùi phú quý. Bây giờ thấy những cái cảnh tượng ở thế gian khổ sở, nào là giặc giả, nào là bệnh dịch chết chóc, tại sao mình không sợ? Không sợ, nếu không tu thì mình gây cái quả hơi nữa, mình cũng phải bị trong cái bệnh dịch hoặc là trong cái chiến tranh, bởi vì ác mình phải gặp ác, thấy không? Bá tánh sai xưa mùi phú quý là mình sai vô cái cảnh giặc là danh lợi tình đó. Phú quý là giàu sang, nếu mình giàu sang ở thế gian làm gì, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không chứ đâu có gì đâu mà ấy. Thì bây giờ mình trở lại tu đó, bá tánh sai xưa mùi phú quý
sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Nếu bây giờ mình xa xưa mùi phú quý, mình không chịu tu hành, mình không trở lại, mình làm cho con người tốt đẹp, mình tu, mình thấy tất cả gì cũng giả, cho nên bây giờ cái người giàu đi, ví dụ ông nói nè, thiên người hữu cửa hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của, biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi vắng dứt, chẳng vui đâu là vắng to trên đội mắng già, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Mình mà bây giờ mình nói bây giờ xa xưa mùi phú quý của tiền bạc rồi mình dứt tích chữ để đó, để dành để mình hưởng, mà hưởng cho được hưởng, thấy không? Có cho người chẳng mắc chứ bo bo giữ cắt cũng chẳng còn, giặt mòn biết dựng chẳng mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa nhân. Cho đi mất nhưng không có mất, mà giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Có nghĩa là bây giờ mình phải trở lại cái đạo, có thì mình cũng phải cho người ta mới có phước. Bây giờ giữ đây cũng đâu có phước gì đâu, giữ đây hơi là chết rồi cũng nắm tay không à. À thì ở đây muốn nói đồ lao muốn sánh lớn nha ta, đồ lao là chúng sanh mình, muốn lánh sớm nha ta, bố thí trì chay giữ giới, mà mình bây giờ ăn chay niệm Phật làm lành lánh giữ. Nếu người có tiền phải cho bố thí cho người ta, người nghèo khổ, người ta bệnh hoạn, nó giúp cho kẻ đói mê nhầm đến loạn đi khỏi hạnh, khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đút chuông đồng Phật bự. Thì bây giờ nếu bây giờ cái người ta đói mà mình giúp đó, còn hơn mình đút chuông đồng Phật bự nữa. Thí dụ như ông Minh Tài đó, ông đâu có cần chùa chuyện gì mà đưa chuông đồng vậy đó. Bây giờ Đức Thầy trở lại đây nói những cái mã đề này để cho chúng sanh mình làm những cái chuyện ra. Nếu mình làm y như Đức Thầy thì mình làm nó phải. Bây giờ mình có tiền mà ta đau nè, ta đói nè, mình cho ngay trực tiếp người ta, vậy là ta quá đúng rồi. Bởi vì khi mà cái chùa người ta lại, người ta nói người ta đặt cái chùa gì đâu, mấy ông sư lại cắt cái chùa lên cho lớn rồi đàng hoàng, lại cắt nó bắt đầu mấy ông gom vô, mấy ông làm chuyện cá nhân coi mỏng, mấy ông đâu làm gì. Còn bây giờ đây nè, ta đau nè, ta bệnh dịch nè, ta đau những gì khổ đó, mình giúp ngay đây là giúp đúng theo cái nguyện vọng của người đó. Như vậy thì bây giờ mình trở lại á, nếu mà đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới, mà bố thí phải trì chay phải ăn không lần bút nha. Mà bây giờ từ sáu nẻ này, từ cõi trời tới cõi địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, thì bây giờ nếu bây giờ mình làm phước lên nhiều, nếu tạo nghiệp lành thì lên, còn tạo nghiệp giữ xuống, còn người không có tạo nghiệp thế gian thì người đưa được giải thoát đó. Thì ai muốn về cánh nào nó về. Thì ở đây là mình nói với cái góc độ là ổng chỉ rõ ràng đó. Âu á lung tung nhỏ máu đào, bá tính sai xưa mùi phú quý, là mình sai theo vật chất ở thế gian, sai theo tiền bạc, sai theo nhà cửa ruộng vườn ở thế gian là phú quý đó. Cũng như bây giờ bỏ hết đài cát xa hoa thân mình tự chủ, hồi đó giờ mình nói cho tôi làm chủ những cái khách sạn, những cái là nhà lầu đồ này kia, mình nói mình sung sướng chứ chịu thiệt có sướng gì đâu. Cái thằng làm chủ hơi nữa chết rồi cũng nắp này không chứ đâu có đem theo được. Bỏ hết đài cát xa hoa thân mình tự chủ, phải tìm chỗ bất diệt bất sanh. Bất diệt bất sanh đây là muốn nói người trở lại nhận cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là gì? Tánh Phật của mình là gì? Cái tâm của mình đó. Mình không chịu trở lại cái tâm hồn mình, mình không trở lại sống với cái tâm này, mà mình sống với cái tướng không à. Ví dụ như ai nói gì mà mới có nói đụng cái sắc thân này là mình vô mình phiền não, mình còn chấp. Thành thử ra ông biểu vô ngã, mình không còn chấp thân nữa. Có người cũng nói là màn vô minh che mờ tâm trí, ta thường khi nhận mị làm trơn. Nhận cái mị là nhận cái giả dối này, mình nói cái trơn. Rồi nè, lô quyển thân vật chất kém hơn. Lô quyển thân là lo cái giả đó, quyển thân cái quyển chứ đâu có gì đâu, quyển quật ngơi nữa nè, tứ đại này nó hơi nó cũng phải tan giả. Nếu cái người mà sống được như vậy thì cái người đó ta trở lại tâm Phật, thì cái người đó giải thoát. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức nữa. Mới việc đuổi nghi đeo điều phiền phức bệnh rịnh, đời là cực khổ tan thương. Khi nói làm ít dịu khi lương, mãi phạm tội gây ra nghĩa khác. Ở đây mình vì sắc thân đó, cho nên ta mới là vì ta đây nói ta hay đồ này kia, ai đụng tới người ta phiền não đồ này kia, thì cái đó tại mình chấp sắc thân. Còn bây giờ mình vô ngã, mình không còn chấp sắc thân, thì bây giờ sắc thân mình cũng tự nhiên chứ không có gì hết. Sắc thân mình cũng tu tự nhiên chứ mình không có chấp gì hết. Như vậy thì cái người này trở lại được giải thoát. Thì ai mà làm y như ông Phật ông nói, đây là tôi nói theo những cái lời ông Phật để mình nói ra. Ai mà bây giờ
khổ sở rồi, nào là chiến tranh, nào là giặc giã, nào là bệnh đau. Mà bây giờ là mình còn mê thế gian, tại vì còn mê bá tánh xa xưa mùi phú quý, mình còn mê vật chất ở thế gian. Bây giờ buông hết vật chất, ông Phật ông biểu làm sao mình làm vậy thì mình trở đi giải thoát. Ví dụ bây giờ nghèo, nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm ở lợi, cái người nghèo ông Phật ông cũng nhận nữa, thấy không? Thì cái người giàu cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh qua phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hay hơn là châu báu. Hồi đó ông xả hết những của cải vàng bạc, ông đem ra ông mua để mà cắt tịnh xá cho Phật để thuyết pháp, thì sau này ông cũng thành tổ. Như vậy thì ở đây cái người giàu tu cũng được, cái người nghèo tu cũng được, ai tu cũng được. Tu là đắc đạo, tu là theo Phật, chứ không phải nói có nhiều khi nói tôi nghèo không khó tu hoặc giàu cái dễ tu là chuyện đó không có. Tu là không nói nghèo giàu, tu là chỉ cần ai trở lại, ai trở lại biết làm y theo như ông Phật trở lại. Bởi vì mình có ông Phật mà, mình trở lại đây ông Phật ông đâu có biểu làm gì nó khó khăn, phải ông nói bây giờ ông Phật ở trên tây phương, ông Phật ở đâu ông nó khó, mà bây giờ ông nó trở lại ta, mình lại ra ông Phật nè. Chẳng nói vắng dài Phật nội tức tâm, lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nội tức tâm, lúc này thế giới bi ai là hồi 1939 khi ông ra giảng đó, là lúc này thế giới bi ai là thế chiến thứ hai khổ sở, thế giới bi ai là khổ sở. Giờ không có nói vắng dài, không có nói vắng, nói dài, nói dài là Đức Phật nói là 5,000+ quyển kinh á, rồi coi nổi không, rồi nói vắng là Đức Thầy nói 8,623 lời đó, nói vắng dài mà không có nói vắng dài nữa. Phật nội tức tâm trở lại nhận ông Phật mình là ông đó thành Phật. Cho nên nói vậy đó, mà hồi đó cũng vậy đó, Đức Phật nói là tâm tức Phật, cũng bây giờ Đức Thầy nói cũng y mà Đức Phật nói cũng y, thì ai mà làm y như vậy thì cái người đó trở lại thành Phật đó, y theo ông Phật. Thì bây giờ nói như nãy giờ, bây giờ hiện tượng nó xảy ra, giờ giàu mấy cái người giàu cần nên bố thí, cái người nghèo hồi đó giờ mình mê chơi chơi bời thì bây giờ mình bỏ quay trở lại. Ví dụ bây giờ ông nói điều thứ nhất ta trở nên lười biếng, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ấp chuyện cho bời, sao rằng nếm phải giữ cho tròn lương lý tam can ngũ thường, cái này là nhân đạo nè. Đó, bây giờ mình quay lại, giờ tại sao ông Phật cũng xuống đây dạy mình không có uống rượu cờ bạc ấp chuyện cho bời, sao rằng nếm, cái này là nói gì xã hội mình còn mê theo đời. Bây giờ ông biểu dứt bỏ này trở lại đạo tốt đẹp, thì bây giờ mình theo nghe lời ông mình dứt bỏ thì trở lại người tốt đẹp. Đó, như vậy thì ai cũng vậy nhé, ai bây giờ nếu mà còn ở thế gian này nha, cái người chơi bời, nhất là mấy người chơi bời, rồi mấy người có thụ có của mà tu mà phải nhận định tu rõ ràng y theo ông Phật, thì ông Phật ông dạy hết này ăn thua mình. Ví dụ giờ cái giờ giàu nó giàu thì bây giờ mình phải bố thí, nghèo thì bây giờ mình trở lại mình ăn tương ăn chay lạc, nhưng mà bây giờ ăn thịt cá còn nói ngon, chứ bây giờ ăn tương ơi chay tương ơi. À, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng mặt muôn. Bây giờ mình nghèo, bây giờ mình trở lại tâm mình, ông Phật cũng dụng lòng, chứ ông không bao giờ ông dụng giặc. Mà bây giờ mình trở lại tâm mình thật tâm tu thì ông Phật không độ mình. Bởi vì ông Phật á, ông Phật mình không có cái núi vàng ở trên, ông Phật mình đâu phải là nghèo. Mà bây giờ mình trở lại tu tâm từ bi chánh thể ngọc ngà trong các báo khó bì thánh điện, mình trở lại mình có tấm từ bi thôi, không có ngọc ngà nào mà so sánh với thánh thiện thôi. Ví dụ tâm từ bi làm y như Phật, từ bi là đi làm theo ông Phật đó. Mà tánh thiện, cái người mà làm thực hiện y tánh thiện thì cái người đó kìa hội dự hội đó. Bởi vì long qua có mặt ấy là hiền nhân, cái người hiền nhân là cái người ta làm thiện làm lành nên ta được kìa cõi đó. À, thì đây là theo cái mã đề này, nó tới đây rồi, theo đi cũng dứt lời đi còn hỏi thêm hai câu nào nữa đi, đặng nó có cái mã đề đặng mình nói thêm. Dạ cảm ơn ông hai đã chia sẻ vài lời. Dạ thì ông hai cho con cái thắc mắc nhỏ này ông hai, ông Út ơi. Dạ, ông Út, dạ. Thì theo như ông Út nói là bá tánh say xưa mùi phú quý. Dạ. Thì có phải chăng rằng cái xã hội ngày nay á, cái vật chất nó cao, sống đời sống cao, con người ta sướng như tiên, thì người ta quên rằng đó là chúng ta xuống với thế trần này để chúng ta học hỏi, và chúng ta học hỏi để chúng ta quay trở về, mà mình quên cái nhiệm vụ do mình hưởng á, cái đời sống vật chất mình sướng quá mình quên cái nhiệm vụ trở về luôn, có phải không Út nhà? Nam mô A Di Đà Phật. Có huynh đệ hỏi, ví dụ giờ người ta nói nếu mình có hạnh phúc
Dạ. Thì hạnh phúc người ta, người đời người ta mới giờ người ta mới so sánh. Bây giờ người ta có nhà, nhà là lầu cao, rồi đất, giường, xe hơi, nhà lậu đủ thứ. Rồi giờ người ta sống vậy người ta thấy hạnh phúc. Dạ. Mà đối với ông Phật không phải hạnh phúc là vậy. Hạnh phúc làm sao cho mình an tâm mình. Có nghĩa là cái tâm mình đừng dính mắc mới hạnh phúc. Bây giờ nè thử hỏi, cái ông mà có nhà lầu nè, ông có vợ đẹp con cưng, ông có xe hơi, thì ông vô ông nằm coi, nằm ngủ đó mà ông có vọng tưởng không? Nếu ông còn vọng tưởng thì ông có chưa hạnh phúc. Bởi vì ông còn vọng tưởng thì ông còn đi kiếm thì ông đâu có ở đó. Ê, cái tâm lúc nào của người ta, cái tâm ta không dính mắc. Thí dụ bây giờ ông Minh Tệ nè, bây giờ đừng có nói Đức Phật, ông Minh Tệ nè, ông vô sản nè, nó vậy mà ông nói có hạnh phúc. Bây giờ cái người ta có xe lơ hơi, nhà lầu người ta ngủ nào là phòng, có máy lạnh, có sủ ấm, đồ này kia, người ta vô nó đủ thứ hết trơn. Mà khi mình vô đó, cái bắt đầu cái tư tưởng mình nó phóng. Cái nó nói, giờ phải kiếm con nhỏ này, kiếm con nhỏ kia, phải ham cái này, ham cái kia, rồi tự nhiên cái mình đi kiếm. À, vậy thì mình không có hạnh phúc. Còn ông vô nghĩa địa, ông ngủ rồi, bắt đầu tới sáng, ông đâu có gì đâu, cái nghĩa địa không à. Tán thì tảng sáng ông đi ra thì cái nghĩa địa này của người ta, nghĩa địa ông cũng đâu có tiếc gì đâu. Còn mình tối mình vô đó ngủ mới lạnh nè, ngủ với vợ đẹp con cưng rồi thì kia rồi ơi, mình nhớ mời mà không có vậy nữa thì mình ngủ đâu có yên. Vì có hạnh phúc không? Vậy chắc không có hạnh phúc. Hạnh phúc đây là muốn trở lại cái tâm mình thanh tịnh, nó không còn dính mắc ở thế gian mới gọi là hạnh phúc. Chứ không phải mà có tiền nhiều hạnh phúc. Nếu hạnh có tiền nhiều mà hạnh phúc thì hồi đó Đức Phật ở nhà làm vua luôn rồi mới có hạnh phúc. Nó ở đây có vợ đẹp con cưng, có nhà cao cửa rộng, muốn gì có nấy. Tại sao Đức Phật thấy khổ? Đức Phật đi tu chung chung gần như vậy nên mới có hạnh phúc đó. Bởi vì khi tu á, khi ai trên cái cõi đời này sanh lão bệnh tử, ai cũng sanh lão bệnh tử á, mình đi tu mình mới không sanh lão bệnh tử, thì trở lại ông Phật bắt sanh bắt diệt mình mới có sanh tử. Thì đây là hạnh phúc, là cái người hạnh phúc là trở lại tâm mình không có dính mắc gì hết, không có gì hết trơn á. Dầu ai có vợ đẹp con cưng, ai có giàu sang thị chuyện đó của người ta, còn của mình nó không có dính mắc gì hết trơn. Không có vợ đẹp, không có cái gì dù quến đợi cái tâm của Phật của mình thì cái người đó có hạnh phúc, mà cái người đó mới trở lại, mới sống được cái đời sau. Chứ hạ nguyên này đã hết đời à, nếu mà sống, nếu mà nói vậy là mình còn dính như đây là mình còn phải xa xuống dưới đó. Thì đây cho nên á, tiếc gì không đức, tiếc gì tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, hiền từ nào dứt lại Tây Thiên. Có nghĩa là tiếc gì không đức là trở lại tâm mình không có dính mắc gì hết. Bởi vì từ bi hỷ xã không dính mắc gì hết. Còn bây giờ mình không có tiếc tiền thì không có công đức. Thấy không? Nếu mà là cái người mà khi mà ta nghiêng về đời thì cái đạo nó không có. Thì cái người ta trở lại đạo thì ta thấy cái đời nó không có gì cho nó giả. À, thì đây là muốn nói chia sẻ gì hay cái nó không phải có tiền mình nó có hạnh phúc, mà có tiền cũng không có hạnh phúc. Mà hạnh phúc đây là muốn trở lại cái tâm mình bình yên. À, lúc nào mình cũng hạnh phúc. À, vì mình đâu có dính mắc gì đâu nhưng mới có hạnh phúc. À, thì trở lại sẽ có cái gì để hỏi thì cái đó cũng hay. Dạ, cảm ơn ông Út. Thì ông Út có thể chia sẻ cho con thêm. Thì người ta nói rằng là chỉ có Đức Phật hay Đức Bồ Tát, Đức Trời gì mới có từ chữ từ bi và ban được từ bi. Người thường như chúng con, như chúng ta thì không bao giờ nói chữ từ bi. Nói chữ tới chữ từ bi thì bị tội. Thì hôm nay ông Út có thể chia sẻ cho tụi con hiểu và bà con hiểu cái chữ từ bi, ai mới có làm được chữ từ bi. Dạ, dạ. Dạ. Thì ở đây á, cái tự từ bi, từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng của Đức Phật. Dạ. Bởi vì Đức Phật ở này có từ nè, có bi nè, có hỷ nè, có xả nè, mà không phải Đức Phật làm mới được. Vì Đức Phật đã hành y dày Đức Phật thành Phật. Còn mình trở lại chúng sanh, bây giờ mình hành y dày là mình giống ông Phật. Tại sao hành y giống ông Phật? Bây giờ nè, Đức Từ Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng dạy dỗ, không để chúng sanh xa vào đường tội lỗi. Như vậy là thương tất cả, dầu cái người làm ác làm lành gì cũng thương hết. Bây giờ mình nè, mình xét là mình nha. Bây giờ tôi thương hết trơn nè, tôi thương nào là gia đình tôi thương nào là chòm riền, rồi tôi thương tất cả đồng bào, rồi tôi tất cả nhân loại, ai cũng là chúng sanh tôi thương hết. Vậy là ông Phật đó. Mà mình so sánh coi bây giờ mình có nguyện vọng thương hết gì không? Nếu thương như vậy là ông Phật đó, chứ nó không phải. Đó,
Còn bây giờ mình thương một cá nhân của mình như vậy là chưa có giống Phật, phải không? Lo quần chúng là tình riêng Phật, lo riêng mình là chắc phàm phu. Thì bây giờ ở Đức Từ là thương hết tất cả. Ví dụ như Đức Thầy cũng nói, ta có tình yêu rất đậm nằm, yêu đời yêu lẳng cả non sông, tình yêu mà chẳng duyên ai cả. Ví dụ yêu cả muôn loài dẫn chúng sanh, nó mình làm y vậy giống ổng đó. Trên không có gì khác, phải không? Đức cả thì trước mặt dạy mà chẳng nghe thì cũng có lòng thương xót. Dầu ổng dạy mà không nghe thì ổng cũng không bao giờ ghét bỏ lại thương xót. Đức xã thì ngài chẳng chấp một pháp môn này trong thế gian, không có chấp gì ở thế gian để chứ, bởi vì thế gian này đâu có gì đâu thằng ông chấp, thấy không? Cho nên này Đức xã là không chấp gì ở thế gian, từ bi hỷ xã đó. Thì ở đây là nếu từ bi hỷ xã là thương xót nè, dạy không nghe nè, không chấp gì ở thế gian nè, như vậy là cái người đó làm y theo Đức Phật thì cái người đó có tâm Phật. Chứ không phải mình nói Phật là không được, mình cũng có Phật lắm, mà tại vì hồi đó giờ mình chưa có dịp để gặp Đức Thầy, chưa có gặp Phật. Bây giờ gặp Đức Thầy, ổng đem xuống đây ổng dạy cho mình hết, mình trở lại thì mình y của Đức Phật chứ không có gì cả. Tại vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Bây giờ mình cũng có tánh Phật nè, mà tại sao mình không dám nhận Phật mình? Ông Phật ở đây mà mình không dám nhận. Tôi nói cái ví dụ thôi nha. Ví dụ bây giờ mình có ông Phật thiệt nè. Ông Phật này phải ông Phật thiệt không? Bây giờ nếu mình nhận ông Phật này nè, là ông Phật thiệt nè, ông độ mình nè, phải không? Tại sao ông độ mình? Bây giờ ông nói cái ông Phật ở Cực Lạc ông độ không? Đó. Bây giờ ông Phật ở Cực Lạc mà ở đây ông niệm danh hiệu của ông. Bây giờ ông nói vô chùa ông Phật ông độ ông nha. Mà tôi nói cái thí dụ thôi. Bây giờ cái cốt của Phật mà liệu như xong, ông giái đi, bây giờ cái cốt đó mà vớt lên được thì ông Phật độ, mà cái cốt đó mình vớt lên đó ha, là cái người vớt lên là người độ, phải không? Bây giờ ông đó ở dưới sông, bây giờ ông ở dưới sông đi, bây giờ ông vớt thì bây giờ ông Phật này ông độ rồi, bây giờ ông muốn cái gì có đấy nè. Ông ở đời là ông, nếu ông Phật này là ông chỉ mình tất cả hết, những cái đi đứng nằm ngồi, những cái làm anh làm hay tâm này nè, cũng vì ổng là có cái tánh này nó mới làm được. Nếu cái người không có tánh này, cái sắc tàn này cũng như cái củi. À, thì ở đây là muốn nói có nghĩa là từ bi hỷ xã là đây, mình làm y thì mình làm cũng y như ông Phật, chứ không phải nói mình không có, không phải nói ông Bồ Tát ở mới có, mình ở đây mới có. Vậy là vừa rồi thì mình cũng nói qua những cái clip để cho toàn thể chi quý vị bà con gần xa nghe được cái clip này. Thì là kể bây giờ giặc giả nó cũng tới rồi, bệnh dịch rồi, bây giờ chỉ cần con cái mình tu, rồi bây giờ mình tu cũng kịp nữa. Để chờ sấm nổ văn thinh e bá tánh, ăn năn đã muộn, bây giờ sấm chưa nổ thì bà con cứ việc tiến tu, mình phải hy sinh cuộc đời mình để mình tu theo ông Phật thì sau này mình sẽ hưởng. Một là mình không dự hội Long Hoa thì mình sấm 10.000 năm đó. Còn bây giờ nếu mình tu thật tâm mà vì ông Phật có nhận ông Phật mà tu thôi ông Phật là gì cực lạc luôn, không còn tranh diệt nữa. Thì đây tôi mong toàn thể chư quý vị mình tinh tấn phát bộ tề tâm đến kịp đến ngày Long Hoa đại hội. Nam mô A Di Đà Phật.